thì những cái người đó là ít nhiễm cái chất phóng xạ. Bởi vì cái tế bào từ từ nó chuyển từ âm nó thành dương. Chứ vậy nhớ là bởi vì ăn chay nó rất là quan trọng nha. Rất là quan trọng. Tôi nhắc đi nhắc lại thì khi mà cái cơ mà giống như là khảo đảo, những cái sự mà chiến tranh rồi này kia nó xảy ra, mà giả sử như người ta sử dụng nguyên tử vậy đó, thì nếu mà cái phần tâm linh của mình còn mang nhiều cái âm khí trong này thì nhất định nó sẽ tiêu thành năng lượng luôn, nó biến thành đi mất, làm sao mình trở lại được cái gì lâu lắm, cả hàng triệu triệu năm chưa chắc gì hồi phục trở lại. Thành ra nhớ quý vị cố gắng ăn chay được thì nó rất là quan trọng, cho nên tôi mới nhắc đi nhắc lại chứ gì. Những gì nào mà chưa được ăn chay trường thì gắn gia tăng cái kỳ ăn chay của mình lên. Mà ăn chay quý vị nhớ là bớt những cái đồ mà mang cái âm tính nhiều bớt đi. Thì cái này thì quý vị có thể đọc trong mấy cái băng dưỡng sinh của Đại Đức Tuệ Hải rồi đó, ổng có nhiều cái kiến thức về đó thì quý vị sẽ thấy rõ đó. Thì từ tâm bất sát nha, không sát sanh nhưng mà phải ăn chay. Rồi bây giờ tu thập thiện nghiệp, cái thập thiện này nó rất là quan trọng. Thập thiện thì quý thầy đã giảng nhiều rồi, phải không? Quý thầy giảng rất nhiều rồi. Thì tôi chỉ nói sơ sơ thôi. Quý vị có nhớ tam nghiệp là gì không? Tam nghiệp này là thân nghiệp có 3, khẩu nghiệp có 4, ý nghiệp có 3. Thân nghiệp có 3 là cái gì đây? Sát, đạo, dâm. Này, ba cái đó nó trực tiếp về cái thân vật lý này, ta gọi là thân nghiệp. Này. Thế thì cái người Phật tử tại gia đó thì ta giữ năm giới, biết không? Giữ năm giới thì ta gọi là cấm tà dâm, không được tà dâm, có nghĩa là một vợ một chồng thôi. Này. Nếu mà mình có vợ có chồng đó, mình còn đi cái gì là ở bên ngoài nữa là mình sai. Sai với cái luật đạo, nó không đúng với cái luân lý đạo đức ở trong cái nhà Phật của mình. Ở ngoài đời cũng không được, chứ đừng nói trong đạo. Thì nhiều khi mình mất cái tư cách là người đi, không? Và sẽ bị đọa vào làm loài thú rồi này kia. Cho nên là không nên. Còn đối với cái người tu mà để giảng sanh đó, tức là giải thoát đó, thì không những không được tà dâm mà nhân dục của mình phải tận tịnh. Đây. Nếu mà bây giờ vị tu niệm Phật cho thật giỏi, nhưng mà cái ái dục của thế gian vị vẫn còn mang, vẫn còn đó là thực hiện những cái đó, thì chắc chắn rằng vị sẽ không có được giảng sanh. Có thể vị sẽ sanh là mấy cái tầng trời ở trên thôi. Đây. Đến khi mà giảng sanh đó là không có phải là cái giới này gọi là phải nhân dục phải tận tình. Đấy. Còn mà bình thường á thì nếu mà cái vị không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không uống rượu, không nói dối thì cái đó là chư vị giữ được ngũ giới như vậy đó thì kiếp sau sẽ chuyển kiếp làm người trở lại. Là người rất bảnh nha, chứ không phải là như vậy đâu. Tốt lắm, giàu có, phương phi đẹp lắm. Đấy, là giữ ngủ chứ. Để chuyển kiếp làm người đó là rất là tốt, trường thọ. Nhưng mà vẫn phải sanh tử luân hồi. Hết kiếp người đó rồi phải đọa. Rồi chết đi, rồi biết bao giờ mình đọa vào cái loài khác thì sao? Thành ra cũng có bảo đảm. Cho nên là nếu mà mình muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc
thì phải tận tịnh nhân dục. Cho nên trong cái giới này đó gọi là thân nghiệp có ba, sát, đạo, dâm, mình phải thanh tịnh. Đạo đây có nghĩa là chiếm đoạt tài sản người khác làm của mình, hoặc là gọi là cướp, trộm cướp. Rồi khẩu nghiệp có bốn. Khẩu nghiệp là gì? Này, là cái nghiệp của cái miệng nè. Ở đây tôi thấy chắc giới nữ thường phạm cái đó. Mình xin lỗi. Giới nữ thường phạm. Đấy, khẩu nghiệp nha. Cảm phạm cái khẩu nghiệp cứ nói này nói kia. Đấy. Thứ nhất là gọi là giọng ngôn. Thứ hai là ý ngữ. Thứ ba là lưỡi thiệt. Thứ tư là ác khẩu. Ác ở là cái giới mà cái khẩu nghiệp nó có bốn. Giọng ngôn là gì? Là nói láo, chuyện có nói không, chuyện không nói có, để mình trục lợi cho mình, đúng không? Rồi ý ngữ là lời nói theo về những cái chuyện gì chút xíu mình thổi phồng nên làm cho người ta phải lo lắng, làm những là tán loạn nhân tâm đó, làm cho người ta nghi ngờ những cái kia. Cái đó là rất là tai hại. Rồi lưỡng thiệt, tức là nói mà đến chỗ này mình nói xấu chuyện người kia, đến chỗ kia mình nói xấu chuyện người nọ. Cái đó tai hại vô cùng. Những cái đó nó gây cái sự hận thù giữa người này với người kia, giữa cộng đồng này với cộng đồng kia, giữa cái sắc tộc này với sắc tộc khác, giữa cá nhân này cá nhân khác. Cái đó tai hại lắm. Đấy, rất là tai hại. Rồi thứ tư là ác khẩu, tức là những cái lời nói như nguyền rủa đó, biết không? Đấy, chửi rủa, hay là ví dụ như mình nói là mày phải bị đọa địa ngục, hay là bị xe cán chết, hay là bị chết tiểu như dân, là mình trù rủa người ta, mình nói dùng những cái lời ác khẩu để mà mình phán người khác. Đấy, cái đó nó rất là tai hại. Chứ vậy nghĩ rằng là cái lời nói là nó bay bay giá phẩm, không đâu, không có đâu. Nó đi vào kho tinh lực của trời đất nằm đó, không có mất đâu nha. Đấy, không có mất đâu. Rồi nó dội ngược lại quý vị. Cái lời nói, cho nên cái lời nói nó rất là quan trọng. Những gì mà chẳng hạn như Đức Thích Ca Mâu Ni của mình giảng pháp, cái lời nó vẫn còn bàn bạc trong không gian, nó cũng dần 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 ở nơi linh thú. Nhưng mà mình thanh tịnh, nhập định thanh tịnh vô thì sẽ gặp, nghe cái lời dạy của Ngài. Có những vị người ta như Ngài Thiên Thai Ký Giả Đại Sư đó, có lần Ngài xuất thần tới cái linh số thì Ngài thấy rằng Đức Thích Ca Mâu Ni còn đang giảng kinh Pháp Hoa, thì Ngài xuống, Ngài ngồi, Ngài nghe cái kinh của Đức Thích Ca Mâu Ni giảng. Đó là những cái bậc người ta đã chứng ngộ. Thì mình thấy rằng là những cái lời nói gì của tất cả chúng ta đây không bao giờ mất đâu quý vị, nó nằm trong không gian đây. Cho nên mình phải cẩn thận cho nên đừng có chửi rủa ai, đừng có những cái luôn luôn lúc nào phải dùng cái lời từ bi tha thứ để mà mình nói chuyện với mọi người. Đừng bao giờ dùng những cái lời cọc cằn chửi rủa người khác, mang cái khẩu nghiệp nặng lắm. Khẩu nghiệp rồi gọi là cái gì ta nói, cái miệng nó kiện cái thân đấy, tức là khi gì mà nói nhiều vậy thì nó làm cho thân tâm của mình phải đau khổ, nó dội ngược lại mình đấy. Thành ra khi vị những điều mà tôi chia sẻ nó rất là giản dị, nhưng mà khi vị cố gắng hãy tu sửa, phải sửa mới được.
không sửa thì nhất định chứ gì không đi vào cái pháp môn này. Tôi nói thẳng thì thì cái pháp môn mà cái tịnh nghiệp tam phước này, cái phước thứ nhất này đó, nó rất là quan trọng, nó căn bản cho tất cả, nó là nền tảng cho tất cả những cái sự tu học của mình, gọi là chánh nhân thành Phật của ba đời mười phương chư Phật đó quý vị, chứ không phải là tầm thường đâu nha. Đấy. Không phải riêng như những người tu theo niệm Phật như chúng ta, mà tất cả những người Phật tử, những người tu theo pháp môn khác cũng phải thực hành như vậy, nếu không thì không thể nào mà đi vào cái pháp môn của Phật được. Đây là căn bản nhất. Rồi ý nghiệp có ba: tham, sân, si, phải không? Tham tiền, tham của, tham tài, tham sắc, tham ăn, tham uống, tham tất cả những cái gì mà nó có thể làm cho mình bị vô minh, bị trì trệ. Đấy. Mà tham không được thì nổi sân lên. Còn si là cái gì? Là vô minh, mê muội. Mà nếu mà tham sân si này mà mình phạm đủ đó thì cái gì? Tham tức là sẽ đọa vào ngạ quỷ, phải không ạ? Chứ vậy thấy bà Thanh Đề đó, mẹ có một kiện liên đó. Đấy. Lòng bổn xẻn tiền cánh chưa dứt gì đó. Đấy. Cho nên khi mà cái lòng tham của mình nó quá đổi đó thì nhất định sẽ đọa vào cái loài ngạ quỷ. Mà đọa vào cái loài quỷ thần đạo đó thì một ngày của họ đó là bằng 28 ngày ở trên thế gian này đó quý vị. Nhưng mà họ sống trong cái thế giới của họ ít nhất là 1.000 năm. Như vậy là 28.000 năm của mình ở trên này. Quý vị thấy không? Là cái thời gian họ phải ở vị đọa trong đó rất là lâu như vậy. Đấy là căn bản, ha. 1 ngày của họ bằng 28 ngày của mình. Mà họ phải sống trong đó theo cái quy luật, họ phải sống trong đó 1.000 năm, tức là 28.000 năm của mình. Chứ đâu phải vừa đâu. Cái thời gian nó quá lâu quá mà. Cho nên có những người mà chết nói 49 ngày đi đầu thai thì họ đã sinh ra trong 6 cung đường mà. Thì thiên nhân Atula địa ngục mà quý xuất sanh đó thì họ sanh vào 1 trong 6 con đường đó. Đó, thì họ sanh vào quỷ thần đạo. Cho nên có nhiều người nói ủa sao ba mẹ tôi chết lâu mà thấy cũng vẫn còn về này kia thăm con cái hay gì, gì người này người kia vẫn còn về, vẫn còn thấy thương xót ở đây đó. Tại vì họ đã đi vào cái quỷ thần đạo rồi. Đấy. Cho nên con cái trong gia đình hiếu thảo, có hiếu thảo với cha mẹ này kia rồi làm pháp sự cầu siêu rồi đó, thì nhờ cái lực đó, nhờ cái công đức đó mà họ được siêu thoát. Còn nếu không thì phải ở trong đó lâu. Còn đọa vào địa ngục là cái gì? Cái gì? Đấy. Nếu mà sân á thì nhất định là phải đọa xuống địa ngục. Sân nhiều quá thì đọa xuống. Thì trong địa ngục đó, vì biết 1 ngày của địa ngục là bằng bao nhiêu ngày của trần gian này, quý vị có biết không? Vì muốn biết không? 1 ngày của địa ngục đó, bằng 2.500 ngày của trần gian. Mà khi mà họ bị đọa vào địa ngục đó, phải sống trong đó phải 1 vạn năm ở trong đó. Mà vì cứ nghĩa là nhân lên đi, 1 ngày của họ bằng 2.500 năm của mình, mà họ phải sống trong đó 1 vạn năm như vậy thì chứ gì biết rằng cái như là gần như không có ngày ra cái gì. Cho nên Phật rất thương chúng ta mà chỉ bày cái pháp môn để một đời chúng ta phải thành tựu. Một đời chúng ta phải siêu xuất cái cõi này. Ở cõi này rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Chuyển kiếp lên lên xuống xuống thế nào cũng đọa vào tam đồ.
Mà một khi đã đọa cho tăng đồ rồi thì biết bao giờ mới ra ra được. Vì thế có sợ không? Thật sự sợ không quý vị? Phải thật sự nghe, sợ mới được. Nếu không thì chúng ta sẽ bị đọa vào tăng đồ, đọa vào địa ngục, đau khổ đến cùng cực. Thì cái rung động đau khổ đó nó thấm nhuần sâu vào trong cái cõi tâm linh của mình, thì lúc đó mình mới thức giác được. Thì đợi nó lúc đó lâu quá, đau khổ biết mấy. Thì thôi bây giờ gặp cái cơ duyên được cái pháp môn của Phật, mình cố gắng nương theo chiếc thuyền từ đó mà vượt sông mê về bến giác. Còn nếu mà mình ngu si, mình mê muội quá thì sẽ đọa vào là súc sanh. Đấy. Cho nên trong cái tam nghiệp này nó cũng rất là quan trọng. Cho nên quý Phật tử cứ nhớ nha. Đấy. Trong ba cái nghiệp này, nếu mà mình phạm đủ hết, mình phạm đủ trong ba cái nghiệp này đó, thân nghiệp có ba, khẩu nghiệp có bốn, ý nghiệp có ba, mà mình phạm đủ hết thì gọi là thập ác, phải không ạ? Quý vị bây giờ nghe cái gì thập ác chưa? Đấy là thập ác, là 10 điều ác. Mà kẻ phạm thập ác thì nhất định phải xuống nại hà. Mà người hành thập thiện thì sẽ bước lên thiên kiều. Quý vị có biết nại hà là gì không? Ấy là cái cõi âm u tăm tối ở dưới cái cõi gọi là địa ngục đó. Nhất định phải xuống địa ngục. Ngục xong rồi tới ngạ quỷ xong rồi tới súc sanh rồi lên làm người, thì biết bao giờ mới trở lại cái sự mà thông minh mà nhẹ nhàng như chúng ta bây giờ đấy. Khổ sở lắm. Mà phản diện của thập ác tức là thập thiện. Nếu mình làm phạm đủ như vậy đó gọi là thập ác. Mà ngược lại mình không làm, đấy là thập thiện. Phản diện của thập ác tức là thập thiện. Mà kẻ làm thập thiện thì giống như là bước lên một cái nhịp cầu để trở về thượng giới, trở về cái cõi thanh nhẹ. Này, tôi nói nhắc lại, người tạo thập ác xuống nại hà, kẻ hành thập thiện bước lên thiên kiều. Kiều đấy là cái cầu, cái nhịp cầu để trở về thượng giới. Ta gọi cái phước thứ nhất này là cái phước nhân thiên. Nếu quý vị hành đúng thế này mà không niệm Phật, thấy không? Thì quý vị sẽ chuyển kiếp làm người hoặc là làm trời. Nghe? Làm trời tức là được sanh lên tới cái tầng trời dục giới. Nhưng mà dầu cho làm trời là hết phước rồi cũng phải rớt xuống. Rớt xuống nặng lắm quý vị. Đấy. Cho nên hành cái phước này là nếu mà muốn được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì sao? Phải nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đấy. Đúng trong cái pháp môn của mình đang tu là phải như vậy. Hành đúng cái này rồi mình nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì A Di Đà đâu có nỡ để mình bị trầm luân như này cái gì. Thì chúng ta sẽ được đới nghiệp giảng sanh, thì sẽ sanh về gọi là phàm thánh đồng cư độ, đới nghiệp giảng sanh. Đới có nghĩa là còn mang nghiệp mà được giảng sanh. Tất cả các pháp môn á, thì quý vị phải tiêu nghiệp mới thành tựu nha. Còn riêng cái pháp môn tịnh độ này, pháp môn niệm Phật gọi là đới nghiệp thành tựu. Mình vẫn còn mang nghiệp ha? Nghiệp quá khứ của mình còn mình rất nhiều, nhưng mà mình vẫn được giảng sanh.
Miễn làm sao từ ngày bắt đầu mình tu, ví dụ như các liên hữu hôm nay bắt đầu phát nguyện tu theo pháp môn niệm Phật, nhất định muốn trở về gặp Đức Từ Phụ A Di Đà, thì từ hôm nay chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành, mình không làm tất cả những cái điều sai lầm nữa, mà mình làm tất cả những cái điều lành. Rồi nhất hướng chuyên niệm, nhất hướng là chỉ có một đường thẳng, mình có đi lòng vòng nữa, thấy không? Chuyên niệm chuyên đây có nghĩa là một danh hiệu A Di Đà mà thôi. Có nhiều Phật tử hồi nãy giờ niệm nhiều lắm, niệm Phật này Phật kia rất nhiều, thì bây giờ tự nhiên kêu niệm Phật A Di Đà thế là trong lòng ai nấy kêu là không biết mình niệm ông A Di Đà không, rồi mấy ông kia có giận không? Mấy ông Phật kia có buồn mình không? Đấy, nhưng mà quý vị được, cái đó là cái tình thức bình thường của con người, đừng có nghĩ như vậy. Phật Phật đạo đồng, A Di Đà đấy là một cái danh từ chung, một cái Phật hiệu chung của mười phương chư Phật. Niệm A Di Đà tức là niệm mười phương chư Phật đó quý vị, không bỏ sót một vị nào. Bởi vì sao? Như hồi sáng tôi có nói đó, ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng A Di Đà là Phật Trung Chi Vương, là ông là vua của mười phương chư Phật. Đây, mà Quang Trung Cực Tôn không có ánh sáng nào bằng ánh sáng A Di Đà. Đây, thì khi mà chư vị niệm A Di Đà tức là niệm mười phương chư Phật, tất cả chư Phật ở trong đó rồi. Đây, mình niệm này vị kia là tự nhiên cái tâm của mình nó phân đi, nó phân tán đi, thành ra mình không có trụ được, mình không có nhất tâm được. Đấy, thành ra là cái sự vãng sanh của mình nó cũng khó thực hiện được. Có thể nói rằng nếu mà mình niệm mình, bởi vì tôi nói cái chuyện gì đó, mình cứ đi lòng vòng là đi ở dưới này rồi, cho là mình không có vãng sanh được đâu. Phải nhất hướng là một đường thẳng, chuyên là chỉ A Di Đà, chuyên niệm A Di Đà. Đấy, bây giờ cái hạng như Đức Dược Sư Lưu Ly thì ngài cũng là cũng ở trong cái thế giới của cái cõi của Ba Tạng thế giới hả, thấy không, thì cũng là niệm A Di Đà thì ngài ở trong đó luôn. Đấy, vậy đó. Hay là các vị Phật A Xúc Bệ Phật trên dân trong kinh nói để cho mình biết rằng nó xứ này có vị Phật này, xứ kia có vị Phật khác, nhưng mà thực ra A Di Đà đấy là cái Phật hiệu chung của mười phương chư Phật. Bởi vì sao hồi nãy tôi có nói đó, A Di Đà là pháp thân của vũ trụ, cái đó là bao trùm ánh sáng vô lượng quang vô lượng thọ, bao trùm cả vũ trụ mà. Như vậy thì tất cả mười phương chư Phật cũng đồng như vậy, giống như A Di Đà cũng bao trùm cả mười phương chư Phật. Mà mình niệm A Di Đà tức là niệm mười phương chư Phật rồi, đừng có sợ rằng là mình niệm A Di Đà rồi các vị Phật khác không có nghe rồi buồn rồi này cái nào khác, không phải, không có. Cái đó là cái tình thức quá tầm thường của mình thôi, mình hiểu như vậy, nhưng mà không phải. Thì hôm nay cái điều này quý liên hữu phải clear nha, phải rõ ràng như vậy. Đấy, bởi vì A Di Đà đấy là cái gì, cái giác tánh của vũ trụ, pháp thân của vũ trụ, tức là giác tánh của vũ trụ mà A Di Đà cũng có ở trong này. Mà mình niệm A Di Đà chính là mình đánh thức cái nguyên lai bản tính A Di Đà ở trong chính mọi người vậy, để chi? Để hòa vào A Di Đà của càn khôn, phải không? Là cái cứu cánh của cái pháp môn này như vậy. Đấy, thì bây giờ đó là cái phương thứ nhất này chúng ta gọi là cái phước nhân thiên. Như nãy tôi nói, nếu mà chư vị mà thực hiện cái này rồi không niệm Phật không gì đó, thì quý vị sẽ được sanh lại làm người, được sanh lên làm trời. Nhưng mà trời hay người thì vẫn còn cái luân hồi, thì chư vị phải nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định mình sẽ được giảng đới nghiệp giảng sanh này.
Thì tôi nói với chư vị đó, A-di-đà cũng giống như một nhà băng vĩ đại vậy đó, hiểu không? Thì nhớ không? Đấy, giống như một nhà băng vĩ đại vậy đó. Thì chúng ta là mắc nợ tứ khía mà, nợ hữu hình, vô hình, đủ hết trơn. Bao nhiêu con nợ nó đang đòi đó nè. Bây giờ mình bỏ mình đi đâu có được, phải không? Phải trả xong, nguyên tắc là mình phải trả xong hết nợ mình mới đi được. Thế nhưng mình A-di-đà đứng ra để bảo trợ cho mình. Rõ ràng, cái pháp môn mình là như vậy. Nói một cách nó rõ ràng như vậy. Đấy, 48 lời đại nguyện của Ngài. Đây là bảo chứng thư thật sự chúng ta có thể tin tưởng được. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ đó, khi mà Ngài phát 48 lời nguyện đó, thì tất cả các cõi trời người tất, cho đến các cung ma tà, cho đến tất cả các loài chúng sanh bò bay mấy cửa đều nhận được cái ánh sáng đó. Vậy thì khi mà chúng ta có nợ nần với lại chúng sanh ở khắp nơi, cõi này cõi kia đủ hết, phải không? Thì khi mà chúng ta phát nguyện để mà cầu để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, niệm A Di Đà để cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì chắc chắn rằng cái rung động đó sẽ đến với tất cả những cái nơi mà chúng ta đã từng dây nợ với người ta. Đấy. Thì A Di Đà đứng ra để bảo trợ chúng ta sẽ được về trên kia, về cái đạo tràng của A Di Đà, để chúng ta tiếp tục tu học. Ở đây làm sao chúng ta trả nợ nổi cái gì? Nghèo quá lấy gì đâu trả đây? Không có đồng xu ten dính túi mà lấy gì đâu mà trả nợ, hả? Quý vị bây giờ chẳng hạn như kiếp trước đây, bây giờ cắt cổ 5 con gà đi, hay là kiếp này đi, cắt cổ 5 con gà đi, theo đúng cái luật nhân quả đó, thì chúng ta phải chuyển kiếp lại 5 kiếp con gà để người ta cắt cổ để mà trả cái nợ đó. Quý vị có chịu không? Không chịu đó. Ai không chịu để chúng ta cắt cổ không trả lại đó. Bởi vậy cho nên rằng A-di-đà cái gì đấy, khi mình niệm A-di-đà đới nghiệp giảng sanh, có nghĩa rằng cái nghiệp đó hô lại đó, cái món nợ đó hô lại nha, không có trả, chưa có trả bây giờ. Đấy. Thì quý vị về trên kia làm ăn khấm khá rồi đó. Tức là đấy, tu học mà giỏi rồi đó, thấy không? Thì quý vị sẽ trở lại đây hoàn lai tam giới, phổ độ chúng sanh. Đấy là lúc là mà gọi là chúng ta trả nghiệp. Trả bằng cách nào? Trả nợ bằng cách nào đây? Quý vị đến đây là không phải là cái thân phận của những cái người phàm này nữa đâu, mà thân phận là một vị Bồ Tát, một vị Pháp Thân Đại Sĩ, có nghĩa có cái quyền năng đưa người ta từ cái cõi sông, cái cõi địa ngục này về thẳng ở cái cõi an lạc. Đấy là cái gì? Trả nợ, phải không? Trả nợ đó có phải cao thượng hơn không? Hơn là bây giờ mình chuyển kiếp lại 5 kiếp con gà để nó cắt cổ mình, phải không? Đấy là cái đế nghiệp giảng sanh, còn mang nghiệp mà dẫn được giảng sanh. Không có cái pháp môn nào thù thắng như pháp môn này. Không có pháp môn nào thù thắng như cái pháp môn mà niệm Phật mà chúng ta đang hành. Thành ra quý vị hãy cố gắng nha, hiểu rõ được cái pháp môn thì tu cho nó thật đúng pháp, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được được độ. Huống chi đức tổ sư thứ 13 của Tịnh Độ Tông là Ngài Ấn Quang Đại Sư. Biết quý vị có nhớ không? Ấn Quang Đại Sư. Ngài có câu rằng: niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp. Tức là niệm Phật có cái khả năng tiêu tất cả những cái nghiệp trước kia mình đã tạo. Đấy. Cho nên cứ niệm Phật cho thật nhiều, mỗi ngày mình niệm Phật như vậy rồi sao cái nghiệp đó nó mòn đi, nó tiêu, nó mòn dần 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 dần, rồi một lúc nào đó chứ gì thấy nhẹ nhàng thân thanh.
trong một kiếp hiện tại, chứ không phải đợi gì lên trên kia mới hết đâu. Những người mà tu yếu á, thì được đới nghiệp giảng sanh thì lên trên kia thế nào cũng gọi rửa một lần mà mình gặp A Di Đà rồi thì bao nhiêu nghiệp chướng tội lỗi gì tiêu tan hết, cái ánh sáng vô lượng quang chiếu vô thì không còn cái gì mà tồn tại ở trong này nữa. Đấy. Nhưng mà nếu mà quý liên hữu cứ tiếp tục tu như thế này, mỗi ngày mình niệm Phật nhiều thêm lên nữa, làm phước ăn chay như là cái phước thứ nhất này, đấy. Thế thì nhất định là cái nghiệp của mình từ từ nó tiêu, những cái program của mình nó được thay đổi, cái thảo chương nó thay đổi. Thế, tôi nói hồi nãy, vậy tu là gì? Đây là mình thay đổi cái thảo chương ở trong này, lấy cái thảo chương cũ ra, lấy cái program cũ ra. Đấy, cái program cái gì đó, nghiệp chướng sanh si khi đổ áo là lấy ra, đưa cái program A Di Đà vô. Đấy, rất là dễ, có khó đâu. Bằng cách nào? Niệm Phật, phải không ạ? Rồi hành những cái pháp này, hành đúng như thế này, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thật thiện nghiệp. Đấy là chúng ta hành cái pháp đó. Rồi niệm A Di Đà nữa, thì tức là người ta clean up cái program cũ, cái là sửa đổi cái program, nghĩa là mình lấy ra, lấy hẳn ra, đưa cái program mới vô. Đấy, thập thiện nè, rồi A Di Đà vô đây rồi, thì làm sao mà mình không được giảng sanh không quý vị? Đấy, mà giảng sanh còn cao nữa nha. Đấy, đới nghiệp giảng sanh còn cao nữa. Cái cụ hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm trung sanh thì một thời gian tìm 21 ngày thì quý vị sẽ thấy cái báo thân của Phật ra rất là tất cả bao nhiêu những nghiệp chướng tội lỗi gì đều tiêu tan. Còn hơn là chúng ta ở dưới này cứ lây quay hoài cái gì, lây quay hoài như thế này hết một kiếp rồi quý vị nó là đến một kiếp khác nữa, cứ như vậy hoài thì làm sao đây? Thì ta cố gắng ha. Tất cả chúng ta từ cái cõi giác của A Di Đà đến đây, như hồi nãy tôi có đọc cái bốn cái câu kệ của ngài Trung Phong Hòa Thượng: giác hải hư không khởi, từ cái biển giác của A Di Đà, tức là từ pháp thân của vũ trụ, pháp thân A Di Đà mà chúng ta đến đây. Đấy, rồi chúng ta bị cái vô minh nghiệp chướng nó khiến cho chúng ta phải bị như thế này. Đây cũng là một bài học mà chúng ta phải trải qua, phải học thiện học ác, học trượt học thanh vân vân, để rồi bị những cái sự kích động phản động của cái định luật nhân quả nghiệp báo nó khiến cho chúng ta phải bị đau khổ bệnh tật rồi chết chóc như thế này. Rồi cuối cùng chúng ta phải thức giác để trở về. Đấy. Nhược nhân đang bị nạn, cực lạc hữu quy châu. Nếu có người muốn trở về, vượt sông mê trở về bến giác của A Di Đà, cái cội nguồn thật sự của chúng ta ngày xưa, thì Tây Phương cực lạc có phương tiện để chúng ta đi. Đấy. Phương tiện gì đây? Đấy là lục tự Di Đà, phải không? A Di Đà Phật, tứ tự cũng được nữa. Cái chữ Nam Mô như tôi nói quý vị đó là cung kính trở về nương theo, chứ nó không phải là cái Phật hiệu ở trong đó. Các vị tổ sau này đặt thêm vào để có cái lòng kính ngưỡng Đức A Di Đà. Cái Phật hiệu thật sự chỉ là A Di Đà Phật. Cho nên quý vị niệm A Di Đà Phật cũng đủ rồi. Những quý vị mà còn đi làm mỗi ngày